Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Vũ và bà Lan gấp rút điều tra nghĩa, bảo vệ Ngân Hà. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của trạm cứu hộ trái tim. Bản quyền thuộc về Đài Truyền hình Việt Nam, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Ở tập trước, trong khi An Nhiên vừa bị bà Hạ Lan vạch mặt thì Nghĩa cũng bị Vũ nắn gân. Tình cờ gặp nhau ở địa điểm bắn cung, Vũ tỏ rõ thái độ khó chịu với Nghĩa, thậm chí anh còn không thèm chào hỏi vì cho rằng không cần thiết. Trước thái độ trêu ngươi của Nghĩa, Vũ không ngại nói thẳng mặt, có bản lĩnh thì mặn nồng cả cuộc đời, chứ đừng xong mục đích rồi lại tháo mặt nạ ra. Câu nói này khiến Nghĩa có chút lo sợ vì sợ Vũ đã biết kế hoạch của mình. Nghĩa lập tức hẹn gặp An Nhiên để bàn về chuyện này. Nhiên cho rằng Vũ không thể biết kế hoạch của mình với Nghĩa, chỉ là dung cây dọa khỉ. Nghĩa thấy Nhiên nói có lý, đúng là có thể Vũ chỉ đang nắn gân. Nghĩa, An Nhiên cho biết mọi thứ đang rất thuận, nếu trong quý này làm được việc lớn thì mọi sự ắt thành. Nghĩa quyết định, vậy là ý chơi rồi. Chúng ta chơi thôi. Trong tập tiếp theo, sau cuộc gặp gỡ căng thẳng với Vũ ở địa điểm bắn cung, Nghĩa vô cùng lo lắng và bất an. Một người mới vừa gặp lại, nhưng lại biết quá nhiều thứ. Anh lo ngại Vũ vì bảo vệ người yêu cũ, sẽ làm ra những chuyện không tưởng tượng được. Ngăn cản kế hoạch của anh và An Nhiên đã lập ra từ lâu. Nghĩa vội vã tìm gặp An Nhiên để bàn bạc về tình hình hiện tại. An Nhiên trấn an Nghĩa và cho rằng Vũ không thể biết được kế hoạch của họ. Cô phân tích rằng Vũ chỉ đang cố tình gây áp lực tâm lý. Không thể ngày một ngày hai mà Vũ lại biết quá nhiều chuyện như vậy. Mọi chuyện đã lên kế hoạch sẵn, không thể vì e ngại mà bỏ lỡ. Nghĩa đồng ý với An Nhiên và cho rằng cô nói có lý. Anh quyết định tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình, bất chấp sự đe dọa của Vũ. Trong khi đó, Vũ đã nắn gân, Nghĩa thể hiện sự quyết đoán và bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, để bảo vệ Ngân Hà và đưa ra ánh sáng những bí mật mà Nghĩa đang cố giấu giếm. Vũ quyết định bỏ tiền thuê thám tử để điều tra về vụ việc này. Anh ta sẽ tìm cách xác minh thông tin mà thám tử thu thập được. Một cuộc đối đầu căng thẳng giữa An Nhiên, Nghĩa và Vũ sẽ diễn ra, và sự thật sẽ dần được hé lộ. Bà Hạ Lan dần bộc lộ là một người với vẻ bề ngoài cọc cằn, khó tính với con gái, nhưng bên trong vẫn ra sức bảo vệ hạnh phúc cho con gái mình. Thế ai đúng đến Ngân Hà thì không yên với bà, trực giác cũng cho bà thấy mọi chuyện của Nghĩa và An Nhiên không đơn giản. Đó không phải là việc báo thù Ngân Hà, mà rất có thể cái đích sau cùng chính là cả gia đình bà. Thế nên việc cẩn trọng và theo dõi sát cặp đôi Nghĩa và An Nhiên bà đã lên kế hoạch từ lâu. Về phần Ngân Hà, cô không khỏi sốc khi chỉ, trong thời gian ngắn lại chứng kiến cảnh người đầu áp tay gối phản bội, đau đớn hơn khi anh ta đã có con với một người phụ nữ suốt ngày chị em với cô. Ngân Hà dường như đang sống trong một cơn ác mộng chưa biết khi nào kết thúc. Cô chưa kịp đau đớn trước chuyện này, thì chuyện khác đã xảy đến. Niềm an ủi nhỏ nhoi là qua chuyện này cô mới biết mẹ là người rất yêu cô, bấy lâu nay cô đã trách nhầm người luôn bảo vệ mình. Mời quý vị đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.